Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu tiếp bài số 28, tiêu hóa ở ruột non. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 la mã, ruột non. Các em nhìn lên trên màn hình ha, đây là các thành phần của cấu tạo trong ruột non. Chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất là cái thành phần to nhất là gan. Cái túi màu xanh xanh lá cây đó là túi mật. Bên dưới là tiếp giáp với lại dạ dày là tá tràng và phần tụy. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hình ảnh ở phía trên kết hợp với thông tin sách giáo khoa. Chúng ta sẽ trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trình bày các đặc điểm cấu tạo của ruột non. Câu hỏi số 2, tá tràng là gì và tá tràng có đặc điểm gì? Câu hỏi đầu tiên, cấu tạo đặc điểm của ruột non thì chúng ta sẽ thấy ruột non chính là cái đoạn tiếp giáp với cái cơ quan dạ dày. Và cái ruột non thì nó có cấu tạo rất là dài. Từ ngoài vào trong thì thành ruột non cũng sẽ có tất cả là 4 lớp như dạ dày. Lớp ngoài cùng là lớp màng bọc. Lớp tiếp theo cũng là lớp cơ. Nhưng khác với dạ dày là nó chỉ có hai lớp cơ thôi, đó là cơ dọc và cơ vòng. Vậy thì nó sẽ thiếu cơ chéo. Lớp tiếp theo là lớp dưới niêm mạc. Và lớp trong cùng cũng là lớp tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đó là lớp niêm mạc. Thì trên lớp niêm mạc nó cũng có nhiều tuyến tiết ra dịch ruột và các tế bào tiết ra chất nhầy. Đây là lớp niêm mạc ruột non với tuyến ruột và các tế bào tiết chất nhầy. Các em nhìn hình, đây chính là hình ảnh của các lông ruột người ta phóng to ra. Thì các em thấy bên dưới các lông ruột sẽ có các tế bào tiết ra chất nhầy và đồng thời nó sẽ có các tuyến ruột ở bên dưới để tiết ra dịch ruột. Câu hỏi số 2, tá tràng là gì ha? Tá tràng là đoạn đầu của ruột non, nơi thoát ra của dịch tụy và dịch mật. Thì các em sẽ thấy, nhìn như hình các em sẽ thấy là túi mật với lại cái phần dịch tụy á, nó sẽ có hai cái ống đổ chung vào trong cái đoạn tá tràng. Và bên trong thành của cái tá tràng nó sẽ có cái nơi thoát ra cái dịch tụy và dịch mật. Các em sẽ ghi cô cấu tạo của ruột non vào tập nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiêu hóa ở ruột non. Đầu tiên chúng ta sẽ cho cô biết khi nào thì gan tiết ra mật. Gan vẫn tiết ra mật khi không có thức ăn và dự trữ ở túi mật. Tức là gan luôn luôn tiết ra mật ở bất cứ một thời gian nào. Nó tiết ra mật và sau đó nó sẽ đổ cái mật đó vào trong một cái túi gọi là túi mật và dự trữ ở túi mật. Vậy khi nào thì dịch tụy và dịch mật được tiết ra để đổ vào tá tràng? Các em nhìn hình ha. Khi thức ăn chạm vào lưỡi, thức ăn tức là thức ăn chưa cần xuống tới ruột non, chỉ cần chạm vào lưỡi. Hoặc khi thức ăn chạm vào lớp niêm mạc của dạ dày, thì ở bên dưới phần tá tràng, dịch tụy và mật đã được tiết ra mạnh mẽ. Vậy khi nào thì dịch ruột sẽ được tiết ra? Khác với dịch tụy và dịch mật ha, chưa cần vào đến ruột thì nó đã được tiết ra rồi. Tuy nhiên với dịch ruột thì khi thức ăn tiếp xúc với niêm mạc của ruột, tức là thức ăn vào đến ruột rồi, tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc ruột rồi thì dịch ruột nó mới được tiết ra. Và các em nhìn hình ha, thì các em sẽ thấy là thức ăn ở trong dạ dày á, nó chứa một cái lượng thức ăn rất là lớn, khoảng 3 lít thức ăn ở trong đó. Nhưng mà khi nó xuống ruột á, thì nó không thể nào xuống hết cùng một lúc được, tại vì cái bề ngang của ruột nó nhỏ, cái phần mà dung tích bên trong của ruột nó nhỏ, cho nên là thức ăn nó sẽ được đưa từng đợt một lượng nhỏ xuống dưới ruột non. Thì đầu tiên á, cái môn vị nó sẽ mở ra, nó cho một cái lượng thức ăn nhỏ xuống dưới ruột non.
Thì do bên trong cái dạ dày nó có cái thành phần axit HCl, cho nên là cái thức ăn mà từ dạ dày khi mới xuống ruột non á thì nó sẽ thấm cái độ axit rất là cao. À, và khi lượng axit thì nó cao á, thì nó sẽ là cái tín hiệu để cho cái môn vị nó đóng lại. Nó đóng lại, nó không cho lượng thức ăn xuống nữa. Rồi, sau đó thì khi nó xuống tới tá tràng thì ngay vị trí tá tràng á, nó sẽ có cái lỗ thông với tụy và mật. Nó sẽ đổ cái dịch tụy và dịch mật vào thức ăn. Thì lúc này khi mà dịch tụy và dịch mật nó thấm đều thức ăn á, thì cái lượng axit này nó được trung hòa. Do đó cái lượng axit sẽ giảm. Và lượng axit trong thức ăn giảm sẽ là tín hiệu để cho môn vị nó tiếp tục nó mở ra để nó cho một lượng thức ăn nữa đi xuống dưới phần tá tràng. Vậy thì các hoạt động tiêu hóa ở ruột non sẽ có những hoạt động nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên các bạn sẽ trả lời cho cô ba câu hỏi. Câu hỏi số nhất. Thứ nhất, thức ăn xuống tới ruột non thì còn chịu sự biến đổi lý học nào nữa không? Và biểu hiện sẽ như thế nào? Câu hỏi số 2, biến đổi hóa học ở ruột non thì thực hiện đối với loại chất nào trong thức ăn và biểu hiện như thế nào? Câu hỏi số 3, vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết lần lượt từng câu hỏi ha. Câu hỏi số 1, biến đổi lý học ở ruột non. À, thật ra ở ruột non vẫn còn có sự biến đổi lý học. À, đó là thức ăn sẽ được hòa loãng và được trộn đều với dịch tiêu hóa, là dịch mật, dịch tụy và dịch ruột. Câu hỏi số 2, biến đổi hóa học ở ruột non diễn ra như thế nào? À, biến đổi hóa học ở ruột non thì nó sẽ thực hiện ở ba loại chất nha. Đó là tinh bột và đường đôi, protein và lipid. À, như vậy khác với biến đổi hóa học ở khoang miệng là nó chỉ có tác dụng đối với thức ăn loại lipid mà thôi. Biến đổi hóa học ở dạ dày thì chỉ có tác dụng thức ăn loại protein. À, thì xuống đây nó sẽ có tác dụng với cả ba loại tinh bột và đường đôi, protein và lipid luôn. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu lần lượt biến đổi hóa học ở từng loại thức ăn ha. Đầu tiên là biến đổi hóa học ở tinh bột và đường đôi. Tinh bột và đường đôi nó chính là glucid, nhưng mà bây giờ tại sao mình không gọi glucid mà là tinh bột và đường đôi? Là bởi vì các em còn nhớ lại là ở khoang miệng á, thì á, cái thức ăn loại glucid nó đã được biến đổi ở khoang miệng, nhưng nó chỉ được biến đổi một phần thôi, do thời gian thức ăn ở lại trong khoang miệng rất là nhanh, cho nên nó chỉ biến đổi được một phần các tinh bột chính trở thành đường đôi mà thôi. Do vậy cái phần còn lại khi mà không được biến đổi ở khoang miệng á, thì xuống đây nó sẽ được biến đổi. Đầu tiên là enzyme ha, nó sẽ có nhiệm vụ là nó các cái tinh bột mà chưa được biến đổi á, ở khoang miệng á, cắt ra trở thành tất cả trở thành đường đôi hết. Sau đó nó sẽ cắt một lần nữa các cái đường đôi này trở thành các cái đường đơn, tức là biến thức ăn trở nên đơn giản nhất. Tiếp tục biến đổi hóa học ở protein thì ở protein á, thức ăn đã được biến đổi ở dạ dày, nhưng mà nó cũng sẽ có một số ít thức ăn không được biến đổi ở dạ dày hết, thì nó sẽ được biến đổi tiếp tục ở ruột non. Là protein ở trong thức ăn ha, nó sẽ là những cái chuỗi dài. Thì đầu tiên là enzyme cũng sẽ cắt những protein chuỗi dài đó thành các protein chuỗi ngắn hơn, gồm 30 axit amin, mình gọi tên đó là peptide. Sau đó enzyme sẽ tiếp tục cắt các cái đoạn peptide gồm nhiều cái axit amin này trở thành những cái axit amin riêng biệt, đơn giản. Tiếp tục biến đổi hóa học ở lipid. Thì lipid nó là những cái giọt dầu ở bên trong các thức ăn có loại có các loại chất béo á, thì các em thấy là nó là những cái giọt dầu mà nó dính dính vào nhau, nó giống như dạng một cái bông hoa có cái nhụy màu đỏ ha, có ba cái cánh màu cam đó. Thì đầu tiên á, cái dịch mật nó sẽ được tiết ra, và tác dụng của dịch mật là nó sẽ biến cái dạng lipid, những cái giọt dầu lớn dính với nhau này, trở thành những cái giọt lipid nhỏ, tách ra từng bông hoa riêng biệt.
Sau đó thì enzyme sẽ có nhiệm vụ là nó cắt ra những bông hoa này, nó cắt từng thành phần trong những bông hoa ra thành hai chất là axit béo, là những cái hồng tròn màu cam bự, và chất nhỏ hơn tên là lycerin, là những cái vòng tròn màu đỏ nhỏ, tức là thành những cái chất đơn giản nhất. Tiếp theo là phần biến đổi hóa học ở axit nucleic. Thì axit nucleic nó là cái thành phần có trong nhân của các cái tế bào. Và các em sẽ học kỹ nó hơn ở lớp 9 ha. Thì cái axit nucleic này nó sẽ được enzyme cắt để trở thành các thành phần đơn giản hơn, đó là nucleotide. Và sau đó các enzyme tiếp tục cắt các nucleotide này trở thành các thành phần đơn giản nhất, đó là các thành phần cấu tạo của nucleotide. Câu 3, vai trò của lớp cơ ở thành ruột để làm gì? Thì lớp cơ ở thành ruột nó sẽ có nhiệm vụ là nhào trộn thức ăn cho ngấm đều các cái dịch tiêu hóa. Và đồng thời khi mà thức ăn đã được tiêu hóa ở dạ dày xong rồi thì nó sẽ đẩy thức ăn dần dần xuống những cái phần tiếp theo ở bên dưới của ruột. Các em sẽ ghi cho cô cái thông tin tiêu hóa ở ruột non vào tập. Như vậy các em sẽ nhớ cho cô, với phần tiêu hóa ở ruột non thì cũng sẽ có hai hoạt động là biến đổi lý học và hóa học. Nhưng trong ruột non thì biến đổi hóa học sẽ là chủ yếu, để biến đổi những cái thức ăn từ phức tạp trở thành đơn giản cho cơ thể mình hấp thụ dễ dàng. Rồi, tiếp theo là phần ôn tập ha. Câu 1, hoạt động tiêu hóa chủ yếu của ruột non sẽ là gì? A, biến đổi hóa học; B, biến đổi lý học; C, biến đổi cơ học; và D, tất cả các đáp án trên. Câu trả lời chắc chắn sẽ là câu A, biến đổi hóa học. Câu 2, sản phẩm cuối cùng được tạo ra ở ruột non sau khi kết thúc biến đổi hóa học là gì? Câu trả lời chính xác đó là câu D, gồm đường đơn, glycerin, protein và axit béo. Dặn dò các em học cho cô bài 28, chúng ta chép cho cô bài 28 đầy đủ vào tập, và chúng ta xem trước cho cô bài 29, hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau nhé.